miền đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời, lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi, lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu, cõi thiên đường gieo trăm năm như cánh vạt bay, có ai mong chờ hẹn người mai sau trên. Chúng tôi hiện diện nơi đây có sơ ca trưởng và toàn thể anh chị em ca đoàn để chia sẻ nỗi niềm thương nhớ và đau buồn của tăng quý và anh cụ thân khi người thân yêu giáo cụ Phêrô đã qua đời. Xin Chúa thương lòng đỏ và ban sức mạnh cho tang quý. Xin Chúa lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm vui hy vọng cận trông. Chúng tôi xin trao dâng ông cụ Phêrô những bông hoa tươi đẹp, diễn tả sự chiều mến, lòng biết ơn và tâm tình hiệp thông của chúng tôi. Ước mong những bông hoa này cũng là biểu tượng cho chùa Tam Quỳ. Ông cụ đã chu toàn trách nhiệm là một người chồng, người cha, người ông và đã nêu gương sáng đức tin cho con cháu. Cuộc đời ông cụ Phêrô đã trải qua nhiều đau khổ và thử thách, nhất là trong thời gian cụ lâm trọng bệnh. Ông cụ đã xin vâng theo thánh ý Chúa và phó thác cuộc đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay Chúa đã gọi ông cụ về nhà Chúa trong an bình, trong vòng tay yêu thương của đấng mà cả cuộc đời cụ yêu mến kiếm tìm. Và giờ đây chúng tôi xin mời tăng quyến cùng hiệp ý với ca đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông cụ Phêrô sớm được gian thánh Chúa. Xin thân cha và con và thân Amen. Cầu nguyện con hằng mơ ước.
người trộm biết ăn năn hối cải. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho linh hồn Phêrô khi còn sống, và đôi thương đưa linh hồn Phêrô vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với Nicodemo, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Xin Chúa cho linh hồn Phêrô, người đã hết lòng tin tưởng vào Chúa khi sống trên trần gian này, được sống mãi với Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chặt lòng thương khi chứng kiến đám tang con trai bà quả thần Nami và rơi lệ trước cái chết của Lazaro. Xin Chúa thương nâng đỡ, an ủi người thân của linh hồn Phêrô đang u phiền vì người thân qua đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy ca chúng con ở trên trời chúng con. Dòng suối lệ tuôn mãi
ai. Hãy lắng nghe lời chúng con. Chúa tình thương xem vì chúng con phạm nên lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau qua trên đời sống chúng ta của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với Người. Xin Chúa cho linh hồn Phêrô đã được ghi ân tin rửa tội cũng được hưởng hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa hương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm đón nhận cái chết với lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Phêrô được hương nhan Thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác ông Phêrô cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Phêrô và cho tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa, và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời quay ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin nhớ Chúa
đời người con luôn lớn ta, đời con chỉ nương nhờ Chúa, đời con chỉ trong nơi Ngài, đời con chỉ mong nhờ Chúa. Hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời. Xin
cho mỗi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau. Qua trình đời sống chúng ta của mình, xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh vậy chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với người. Xin Chúa cho linh hồn Phêrô đã được ghi ân tin cửa tội cũng được hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung, nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm đón nhận cái chết với lòng tin tưởng phó thăng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhân lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Phêrô được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro chết và sống lại. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác ông Phêrô cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lạy Chúa nhờ cuộc tử nạn của Đức Kitô. Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Phêrô và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa, và chúng con đang hướng lòng về quê trời ngày mai cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, thằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tôi nào ai đôi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán thương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vui thì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân đơn Chúa Trời em lại hãy trông cậy người cho liên. Thì người thân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Tôi dưới hiền mẫu giáo xứ được tin Chúa gọi linh hồn Phêrô về với Chúa, chúng tôi đến chia buồn cùng tan gia. Xin Chúa cho linh hồn Phêrô chóng được về hưởng nhan thế Chúa. Và chúng tôi xin tan gia cùng nguyện ý với chúng con đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về, lòng sâu thông hối hôn hoài, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng, đầy bên yêu thương tình đang tình, ngài là thiên.
ngưỡng cùng Đức Mẹ trên nương thiên đàng và Đức Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn can đảm đảm trưng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau qua trên đời sống chúng ta của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với người. Xin Chúa cho linh hồn Phêrô đã được thi ân tin lừa tội cũng được hưởng hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung nhận ra tình thương của Chúa và can đảm đón nhận cái chết với lòng tin tưởng phó thác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Phêrô được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác ông Phêrô cũng sẽ được sống lại trong ngày sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa mở cửa nước trời cho linh hồn Phêrô và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa ơi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa hằng lắng nghe lời cầu nguyện của cơ xin. Lạy Chúa, giờ đây những chốt linh cử ông thơ đô thân yêu của chúng con dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha như hương trầm bay tỏa lên trước công an Chúa. Xin Chúa thương xót cứu vớt linh hồn ông thơ đô thân yêu của chúng con. Cầu xin Chúa sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hàng đời luôn, lời Ngài luôn chân thật niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui, lời Ngài chị em yếu trong giây phút đau thương này. Lạy Chúa, ông Phêrô là người thân yêu của chúng con đã an nghỉ bình yên trong Chúa. Xin cho ông được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những công việc tốt lành ông Phêrô đã làm đem lại nhiều kết quả và còn được nhiều người khác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót mà ông Phêrô đã cho phạm vì yêu đuối. Xin Chúa
lạy cha. Cha hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái, luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ bừng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp cảnh phiền muộn, xin thương che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách để đón nhận bình an và ánh sáng cha mang lại. Con một của cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chết để diệt trừ cái chết của chúng con và đã sống lại để ban cho chúng con được sống mới. Xin cho chúng con đủ sức vượt qua 14 ngày để mai sau được đoàn tụ trên thiên quốc, nơi cha sẽ lau sạch nước mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới mừng. Còn chúng con dẫn đưa cùng hồ thông phước nước trời. Kính thưa đại vương và thần thánh, cùng tôi vui là đoàn ân nhân của hội đồng tư pháp chúng tôi đã công tác với chúng tôi trong việc của năm nước kia trong tâm tình sản phẩm chưa trở lại. Chúng tôi xin được đặt bó hoa và lời tấm lòng thành kính đưa cùng về cho anh em. Và hằng ngày vào lúc 15 giờ chúng tôi cầu nguyện cho cùng tư vui. Và vào thứ hai và thứ sáu đầu tháng chúng tôi xin lễ để cầu nguyện cho các thân nhân và các thầy cô các bạn bè giờ đây những lời tham gia là thân thiết cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn sôi nổi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Từ trần gian xin cho người ngồi yên năm lúc chết đi mới được vì hoan. Chúa giang tay chờ dành tớ trung thành, một đời sống hy sinh tìm về đến an bình, được nguồn vui trong Chúa chi thành. Chờ ngày mai phục sinh trọn đêm biết đầy tin, sớm cho đi để đưa trên lành. Xuôi tay xuống có gì người ơi, có những gì để trình diện Chúa. Chúng em yêu mong anh mà thôi, hãy mang theo cùng một đời sống hy sinh tìm về đến an bình, được nhận vui trong Chúa chi thân. Chờ ngày mai phục sinh trọn đèn kia đầy tinh, sống cho đi để được trên lành. Trong niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành. Hội thánh không ngừng lan truyền sự chết và phục sinh của Đức Kitô qua việc trung thành cử hành bí tích thánh thể. Xin cho các tín hữu năng đoan nhẫn mình và mau thanh Chúa làm lương thực trên đường tiến về quê trời. Xin Chúa nhắm lại trong con mầu nhiệm các thánh cùng thông công, là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhắm lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Phêrô được hương nhan thanh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhắm lời trong con. Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho mọi người chúng ta khi còn sống ở trần gian này biết khôn ngoan tìm kiếm những giá trị vinh kiệt của nước trời. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi chứ
cuộc sống mới cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng vâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ, xin lưu nhầm lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh truyền cầu mà ban cho linh hồn Phêrô là ân nhân của hiệp hội lòng thương xót chúng con nay đã lìa thế, được chung hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Chúa là Cha từ ái, linh hồn ông cụ Phêrô đây đã được Chúa cho sinh ra là con Chúa nhờ bí tích thánh tẩy và được Chúa lấy thịt máu con hồ Chúa mà nuôi dưỡng. Giờ đây cụ Phêrô được hưởng hạnh phúc trên biết người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
gọi về thông điệp tình yêu khó đáp của Đức Kitô. Giờ đây anh chị em chúng con thuộc thế hệ con cháu cũng như của ông bà đến đây thăm viếng và chia buồn cùng với Tăng Quyến đã mất đi người thân. Bên cạnh đó anh chị em các em chúng con, hai chúng em xin chân thành chia buồn đến anh chị Hoan Lan đã mất đi một người cậu thân yêu, một người cậu thả tính. Vâng, thế nhưng với thân phận là con người đã có sinh thì cũng có tử, sinh quý tử quy, sống người khác về, đó là lẽ thường tình của cuộc sống mà chúng ta đành phải chấp nhận với tâm tình cùng những tình cảm và những tuần lệ còn tâm này khi khóe mắt người thân. Và đây xin Chúa đón nhận linh hồn Phêrô trở về nước cho các con xin được lâm lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân tràn chứa, bao đời cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhận thân xác hồn tràn tan ở nơi vực sâu. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đổi được, vậy Chúa hẳn có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa, nhưng nghe lành cân đức Chúa trời đêm ngày, hãy cậy trong người cho liền, thì người đất nhân lành lại thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, che làm thân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ nơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, nhận được tin ông Phêrô là cha vợ của anh chị cô Caracecilia giáo xứ Hà Nội mới được Chúa gọi về trong tình yêu của Ngài, tập thể anh chị em Caracecilia giáo xứ Hà Nội cũng xin được đến đây chia sẻ nỗi đau thương mất mát của anh chị cô và gia đình Tăng Quyến. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh cả Giuse, sớm cho linh hồn ông Phêrô được hưởng nhan Thánh Chúa. Và lúc sinh thời, linh hồn ông Phêrô còn vướng mắc điều gì, cũng xin Chúa thương thứ tha hết mọi lỗi tội cho ông Phêrô. Các đoàn CCDA có chúng ta hoa mới gửi là anh chị cô nhà gia đình Tăng Quyến. Vậy giờ đây xin gia đình Tăng Quyến cùng hiệp ý cầu nguyện với các đoàn cho ông Phêrô. Chúa chẳng có trôi buồn, đẹp mãi niềm vui.
sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Bài chúc phúc âm theo thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: một niềm hy vọng vào lời Chúa hứa ban cho những kẻ trông cậy Người. Lạy Cha, Cha đã gọi linh hồn Phêrô ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Ngay từ giờ phút này, xin Cha cho được thoát khỏi vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước trời, chung hưởng vinh phúc với những người Cha cho. Chờ ngày thân xác phục sinh, xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Cha, Cha là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc thánh nhân. Cha đã muốn con Cha là Đức Kitô chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến linh hồn Phêrô, là kẻ hằng tin mầu nhiệm phục sinh, được hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, Cha là đấng an ủi các tôi có Cha đang đau thương bối rối vì phải xa người thân yêu. Xin cho họ được bình an trong vậy Cha, và vững lòng đợi ngày gặp lại người thân yêu trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, ước gì Cha nhận lời kinh nguyện đơn sơ của chúng con đây, để cầu cho linh hồn Phêrô đã đi hết đường đời. Xin Cha đón nhận vào nước trời, là nơi đầy hoan lạc và bình an, để được sống với Cha đến muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân lành, chúng con họp nhau đây để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô được liên kết trong mầu nhiệm hiệp thông giữa các tín hữu. Xin cho linh hồn Phêrô của chúng con đây được Cha đón nhận vào nước trời vĩnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước
thánh nhan Chúa Trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui chúng tùng thánh danh Ngài. Con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt, con mong ngước thánh nhan Chúa Trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Thương chiếu anh hoàng minh soi vào chốn tôi tâm, xin dù thương dẫn con tới thiên quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu anh hoàng minh soi vào chốn tôi tâm, làm vui thoa tấm can héo hòn đã bao lần. Chúa vua tình yêu, tâm
cho chúng con
qua những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan cay gông bước trên con đường. Ôi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao được hôm xưa. Lời mẹ hứa ký ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng nhiên. Là mẹ chúng con nên xin linh quyền, lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan cay gông bước trên con đường. Nhân thân cha và con và thánh thần.
sự sống này bao năm mồ mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa. Cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi. Tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Đã mây mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu. Có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, phù vân đây thôi cứ vô một màu. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Bên âm bình an muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn đầu đường sự sáng. Có thác hồng ân ơi,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
mình cũng đau, bởi vì mình cũng có trái tim như những con người không có Kitô. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta, nếu chúng ta biết đón nhận những điều đó về Chúa, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc Thiên Trời. Và đôi khi chúng ta thấy mình sống tinh thần của tin của tam bối phúc thật là lúc nào mình cũng chịu thiên thiên. Của cuộc đời này ai chẳng muốn giàu có sung túc, làm lụng vất vả cả ánh mặt trời và đôi khi làm lụng vất vả cả đêm thâu mới đèn làm cái gì vậy. Và đôi khi chúng ta thấy cứ tại sao mình lại phải nhẫn nhịn, tại sao người ta ác với mình vẫn cứ phải xót thương, tại sao mà người ta làm bất chấp đủ mọi điều xấu xa để người ta đạt được những cái mục đích cuộc đời của họ, còn mình thì cứ phải sống công chính, sống trong sạch, sống hòa bình, sống hòa hòa với mọi người. Đó là nghịch lý của tình mình, và đó cũng là nghịch lý của phần thưởng Đức Trời mai sau. Bởi vì nếu chúng ta có thể, nếu chúng ta có chấp nhận những cái điều thiệt thòi, những cái điều xấu xa, những cái điều đau khổ dù có lớn lao đến thế nào được chăng nữa, thì cũng không thể sánh với hạnh phúc Thiên Trời được. Một hạnh phúc đời đời, một hạnh phúc không bao ai có thể lấy đi được của chúng ta, và một hạnh phúc có thể nói không cùng không tận. Vậy thì hôm nay thì chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho tổ chức Phêrô đây, chúng ta được lắng nghe bài tam bối phúc thật, còn gọi là hiến chương nước trời, hay nói cách khác dễ hiểu hơn là những ai muốn thuộc về vương quốc nước trời, thì đây là con đường, đây là sứ mệnh, và đây cũng là tinh thần mà họ cần phải dõi theo. Đó là những con người sống tinh thần nghèo khó, luôn luôn sống hiền lành tử tế, sống khoan dung, sống hòa hợp hòa hoãn với mọi người, luôn ước ao và cố gắng hoàn thiện mình để trở nên những con người công chính. Và nhất là nếu có chấp nhận những thiệt thòi, những bách hại, những đau khổ, thì dành những Chúa Giêsu Kitô và những tín đồ của Ngài, thì họ vẫn vui mừng hoan hỷ, bởi vì họ tin chắc họ sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời. Và trong ngày hôm qua, cũng như con đã thưa với ban truyền thông, đưa lên trang của giáo xứ, Đức Cha Giáo Phận kêu gọi các giáo xứ và đặc biệt Ngài nhấn mạnh đến các cha xứ phải khích lệ cộng đoàn cầu nguyện cũng như tương trợ cho những anh chị em trong vùng bão lụt. Vậy hôm nay con truyền lời của Ngài đến quý cộng đoàn, và chúng ta cùng hãy sống tinh thần của tin mừng, sống tinh thần của tam bối phúc thật, sống tinh thần của Đức Trời, và là chúng ta chia sẻ an ủi những anh chị em bất hạnh trong hoàn cảnh bão lụt thiên tai tại đất nước chúng ta. Amen. Lấy lòng từ ai tay xoa và đưa ta.
chúng ta cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Vâng lệnh Chúa cứu thế mà theo thế những người đây chúng
Chúa, xin thương chúng con gọi mọi sự dự, xin đoán thứ cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương thương dung, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em rất tân mến của Phêrô đã hiển thị trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy bỏ nhân của ông Phêrô cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với ông bằng lời cầu nguyện để ông nhờ bí tích sửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ nhiệm nơi bản quyền thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự bị dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh thượng phật gia niệm muôn đời Chúa thứ ba.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mồ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mồ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân sang các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ chúng con đã chuẩn bị cho tôi, khi Chúa là sự sống và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi Chúa được phục sinh, và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn Phêrô của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho cụ Phêrô được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm đức thống hối, xin thương đưa cụ Phêrô về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ cụ Phêrô, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ơn thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, tôi tin kinh đương Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh đương Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tan xa xuống một tổ thông, ngày thứ ba ở trong kẻ chết mà sống lại, như Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy sông lần kè trên và thương xót nên mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ, nhờ lời chuyên cầu của toàn thể các thánh, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang thương nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ái tuân tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Tôi tin rằng đấng cứu Chúa tôi hằng sống và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại, và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu Chúa tôi. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui buồn đời ấm ủ lòng tôi tha thiết chờ của tôi. Người đã cùng điều cảm ơn đấng tôi tôn thờ
trọng kính cha chánh xứ Giuse chủ Phêrô, nói lời cảm tạ tri ân đến cha chánh xứ, quý cha phó hành các giáo họ, quý ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, quý họ hàng thông gia và bạn bè thân hữu xa gần. Khi cụ ông Phêrô lâm bệnh đã được quý cha đến thăm hỏi và trao ban những ân cần thiết. Khi cụ Phêrô được Chúa gọi về đã được quý cha, quý chức, quý cộng đoàn đến hiệp lời cầu nguyện. Và sáng hôm nay cha chánh xứ đã dâng thánh lễ an táng cuối cùng cho cụ trùm Phêrô. Với những nghĩa cử cao đẹp đó, tang gia chúng con không biết nói gì hơn. Nguyện xin Thiên Chúa qua lòng từ bi nhân hậu của mẹ Maria cứu giúp và thánh cả Giuse tuôn đổ muôn ân lành xuống trên quý cha cùng toàn thể quý vị. Với hơn 70 năm tuổi đời sống ở trần gian, chắc hẳn cùng cựu trùm không tránh khỏi những thiếu sót đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Xin quý cha và toàn thể quý vị tiếp tục cầu nguyện cho cùng cựu trùm Phêrô của chúng con sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Và trong những ngày tổ chức tang lễ, tang gia chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Xin quý cha cùng toàn thể quý vị niệm tình thứ lỗi. Tang gia chúng con xin bái tạ. Con bước lên là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa sự đầy. Chúa là mối tình còn sân trái tim, là bóng hình còn luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chúng tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời.
tình yêu này hiến dâng cho tình con nỗi vui chỉ có Chúa như trăng sao hiền sáng mọi miền xóa hết ưu phiền bước vào con đường bao nhiêu mến thương hãy giúp lòng con thôi vấn vương tìm mãi tới quê hương thiên đường dấu bụi đường ngập mờ muôn phương dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi trọn đời mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình theo làn gió cuốn đi xa bên thềm
cuộc đời tô thắm sắc hồng với nhiều mộng mơ, một tương lai rất đẹp xinh. Thế rồi ngày qua mộng van thất rất trong tàn, ước vọng năm xưa chỉ là mong áo. Chúa ơi.
cứu giúp con. Nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu,